Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục những câu chuyện rất là đáng quan tâm lúc này của bóng đá Việt Nam, và có lẽ một trong những câu chuyện mà quý vị vẫn đang hàng ngày cập nhật và quan tâm đó là tìm kiếm huấn luyện viên. Thực sự chúng ta đến lúc này nhìn lại những thành công rồi cả những thất bại trong những năm gần đây của bóng đá Việt Nam, chúng ta thấy rằng yếu tố huấn luyện viên quan trọng như thế nào, đúng không? Và cùng với đó chúng ta cũng nhìn rộng hơn một chút. Xa thì là ở châu Âu với những câu lạc bộ mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất là yêu mến và cũng rất là quen thuộc. Ví dụ như chúng ta thấy câu lạc bộ Manchester United đã thê thảm như thế nào kể từ khi huấn luyện viên Alex Ferguson không còn là vị huấn luyện viên đứng ngoài đường pitch nhai kẹo cao su đưa ra những chỉ đạo từ năm 2013 nữa, và họ đã lạc lối từ đó. Dù sau này thì những người đến cũng đều là những tên tuổi như Luis Van Gaal, Jose Mourinho, và đến bây giờ Erik ten Hag, một người được coi là làm bài bản căn cơ, cũng đang có phần lay hoay. Rồi Chelsea đổ bao nhiêu tiền như vậy, đúng không, mà cũng chưa thành công vì chưa tìm được huấn luyện viên phù hợp mà thôi. Xa thì là như vậy, gần hơn một chút thì chúng ta cũng thấy là có Hàn Quốc. Họ có ngôi sao, họ có đẳng cấp, họ có nền tảng tất cả mọi thứ, và họ cảm giác như chỉ cần một huấn luyện viên đủ tầm nữa là sẽ bay cao, không chỉ là châu Á, rồi thậm chí có thể đạt những kết quả gọi là vượt ngưỡng so với năng lực của chính họ ở đấu trường World Cup. Jurgen Klinsmann là cái tên đã đến, nhưng rồi cũng đã đi sau một khoảng thời gian rất ngắn, sau thất bại không phải ở tầm thế giới mà mới là tầm châu lục, nơi mà Hàn Quốc cho rằng họ nghiễm nhiên phải có vị thế xứng đáng của mình. Đó, tất cả chỉ vì huấn luyện viên. Huấn luyện viên có rất là nhiều những yếu tố khác nhau để có thể có được thành công. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ điều này từ những câu chuyện mà Vinh Cường đã gợi mở. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra một vấn đề, đấy là bây giờ với bóng đá Việt Nam, với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta sẽ tìm huấn luyện viên dựa trên tiêu chí nào đây? Chúng ta phải tìm để làm sao có được thành công với rất nhiều yếu tố khác nhau. Liên đoàn Việt Nam thì cũng đã đề ra những tiêu chí rất là rõ ràng rồi, trong đấy có thể khái quát lại ở 3 từ: một là uy tín, hai đó là năng lực, và ba là gần gũi. Thế nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ tìm được thì đâu có dễ, đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau chia sẻ. Và quý vị cũng biết, đấy là để đáp ứng được ba cái yếu tố trên thì chúng ta cũng biết rằng đó phải là những huấn luyện viên đến từ những nền bóng đá có sự gần gũi với chúng ta. Gần gũi quá ở khu vực Đông Nam Á thì không đủ tầm. Gần gũi ngay ở trong chúng ta là những huấn luyện viên nội thì thực sự vẫn đang là một thách thức. Sau người gần nhất là huấn luyện viên Hữu Thắng, với vai trò lâu dài cả ở đội tuyển trẻ lẫn đội tuyển quốc gia, chúng ta bỏ qua câu chuyện huấn luyện viên Mai Đức Chung trong vai trò quyền huấn luyện viên chỉ trong 2 trận đấu mà thôi. Thế cho nên nó vẫn là một cái gì đó mà các huấn luyện viên nội thực sự không dám đương đầu và rất là ngại bước vào chinh phục, dù đấy là một vị trí mà về khát khao, ước muốn thì mang lại rất là nhiều thứ, được cống hiến cho quốc gia và uy tín cũng như là tiền bạc thì cũng rất là nhiều, nhưng không đơn giản một chút nào. Thực sự đó là một chiếc ghế nóng. Với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng hai huấn luyện viên gần nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Philippe Chuze, nếu như gọi là một người nào có một bản CV đẹp hơn thì chắc chắn phải là ông Philippe Chuze rồi. Huấn luyện Park Hang-seo thì cũng đã có những thành tích, nhưng dù sao thì cũng chỉ là trong vai trò trợ lý mà thôi. Thành công lớn nhất của ông là với đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup năm 2002, mà Hàn Quốc là một trong hai quốc gia đồng chủ nhà. Nhưng khi đấy thì ông cũng là trợ lý của huấn luyện viên Kurt Seeding, và rõ ràng nói về việc dẫn dắt trực tiếp một đội bóng ở đấu trường World Cup thì ông Philippe Chuze là người đã làm điều đó rồi, dẫn dắt Nam Phi France 98, và đặc biệt là dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2002, thậm chí còn giúp đội bóng này lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng. Tức là mọi thứ đều khá là hoàn hảo với huấn luyện viên Philippe Chuze về mặt thành tích, về một bản CV phải nói là tương đối hoành tráng, đến nỗi mà như Biên Cương đã từng chia sẻ là trong một cuộc họp có chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia, và khi hội đồng huấn luyện viên quốc gia lấy vị trí của mình để có những lập luận với huấn luyện viên Philippe Chuze thì ông còn nói thẳng luôn là các ông xem lại lý lịch của mình đi và xem lý lịch của tôi đi, và CV của tôi như vậy liệu các ông có đủ cơ sở để đưa ra những góp ý với tôi hay không. Đấy, và rất là nhiều yếu tố. Nhưng bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại một chút ở hai vấn đề. Ở hai vấn đề, thứ nhất là câu chuyện là huấn luyện viên có bản CV hoành tráng thì liệu có thể đáp ứng ngay thành công hay không. Và yếu tố thứ hai là chúng ta thấy huấn luyện viên quan trọng, nhưng nếu chúng ta cứ đổ lỗi hết cho ông Chuze mà không nhìn nhận thực tế bóng đá của chúng ta bây giờ như thế nào, cầu thủ của chúng ta ra sao, thì e rằng có tìm được một bản
lý lịch hoành tráng nào đó của một huấn luyện viên, tìm được một người cầm sao bàn hội tụ tất cả mọi yếu tố thì cũng khó có thể mang lại những thành công. Nhất là trong bối cảnh mà những đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở khu vực, ở châu lục đều đang có những bước chuyển rất rất là lớn cho đến lúc này, thưa quý vị và các bạn. Trước hết thì chúng ta sẽ trở lại một chút với thời kỳ mà đội tuyển Việt Nam chia tay huấn luyện viên Hữu Thắng, huấn luyện viên Mai Đức Chung là huấn luyện viên tạm quyền, và chúng ta đi tìm một huấn luyện viên mới. Lúc đấy thì một trong những người có thể nói là sốt sắng nhất cho công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên đó là ông Đoàn Nguyên Đức, với vai trò là phó chủ tịch phụ trách tài chính của Liên đoàn Việt Nam. Lúc đấy thì ông Đoàn Nguyên Đức rất là sát sao với các hoạt động của bóng đá Việt Nam. Vì sao? Vì đó là lúc mà ông rất là kỳ vọng thế hệ những cầu thủ tốt nghiệp Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, JMG tài năng như vậy, và ông cho rằng chỉ cần tìm được một huấn luyện viên phù hợp thôi thì sẽ kết hợp cùng với những cầu thủ ở những trung tâm khác sẽ làm nên chuyện cho bóng đá Việt Nam. Và sau thất bại ở SEA Games năm 2017 thì huấn luyện viên Hữu Thắng đã không thể làm nên một điều gì đó đặc biệt, chia tay đội. Và ông Đoàn Nguyên Đức cũng cho rằng phần lớn nguyên nhân là đến từ huấn luyện viên Hữu Thắng có thể là chưa tìm ra được những phương pháp phù hợp nhất, kể cả công tác quản trị cũng như là những phương án chiến thuật phù hợp. Và vì thế mà một công cuộc tìm kiếm phải nói là rất gắt gao đã được đưa ra. Khi mà chúng ta nói nhiều với Quang Hang Seo thì chúng ta sẽ còn thấy một yếu tố khác để thấy rằng nhiều khi trong bóng đá cái duyên nó rất quan trọng. Vì huấn luyện viên Quang Hang Seo không phải là sự lựa chọn số 1 của ông Đoàn Nguyên Đức nói riêng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói chung. Bởi vì lúc đấy người được lựa chọn đầu tiên đó là huấn luyện viên của Nhật Bản, ông Takashi Sekizuka. Ông này thì cũng đã từng là huấn luyện viên của đội Olympic Nhật Bản thi đấu tại Olympic London năm 2012. Và năm đấy thì nếu quý vị còn nhớ, Biên Cương cũng đã bình luận một vài trận của Olympic Nhật Bản, họ đá hay lắm. Và họ đã lọt vào vòng dành cho 8 đội mạnh nhất, tức là vào tứ kết. Vào tứ kết của một kỳ Olympic là không đơn giản đâu thưa quý vị. Năm đấy thì quý vị còn nhớ là trận chung kết diễn ra giữa Olympic Mexico và Olympic Brazil. Brazil năm đấy có cả Neymar thưa quý vị. Và ông Takashi Seijizuka với thành tích như vậy thì rõ ràng là rất đáng nể. Bên cạnh đó thì ông cũng dẫn dắt những câu lạc bộ hàng đầu như Kawasaki Frontale, rồi United Chiba. Và mọi thứ tưởng như đã ở rất rất là gần với ông Takashi rồi. Vì sau những cuộc gặp gỡ đầu tiên thì đến một thời điểm quyết định, đó là vào một ngày mà chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam lúc đấy là ông Lê Hùng Dũng đã cử ông Đoàn Nguyên Đức tìm hiểu, và ông Đoàn Nguyên Đức đồng ý, rồi cử ông Trần Quốc Tuấn là phó chủ tịch phụ trách chuyên môn cùng với tổng thư ký Lê Hoài Anh sang Nhật Bản để tiến hành ký hợp đồng với ông Takashi. Hôm đấy thì ông Takashi cũng rất là cẩn thận và chú đáo khi có cả một luật sư đi cùng mình. Trước đấy thì ông đã đồng ý về mặt cơ bản, nhưng trong câu chuyện ngày mấy thì không hiểu sao mà ông ấy lại có mong muốn là lùi ngày ký xuống khoảng tháng 11, mà chúng ta biết là tháng 11 thì rất là gấp cho những kế hoạch, vì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ dự giải U23 châu Á vào tháng 1 năm sau, mà đến tận tháng 11 mới nhận lời thì không biết kế hoạch sẽ như thế nào, đó là còn chưa biết ông có thay đổi gì không. Rồi ông Takashi lấy lý do là vì lúc đấy ông vẫn còn một số hợp đồng nữa chưa ổn, và đối tác của ông không đồng ý để ông chấm dứt hợp đồng ngay bây giờ. Thế là Liên đoàn Việt Nam buộc phải chuyển sang một gương mặt khác, đó là những huấn luyện viên Hàn Quốc. Lúc này thì ở Hàn Quốc không chỉ có huấn luyện viên Park Hang-seo đâu, mà qua người đại diện bây giờ thì quý vị cũng biết là đã trở nên rất là nổi tiếng với bóng đá Việt Nam rồi. Một người đại diện đến lúc này đã là một sự kết nối rất là tốt cho bóng đá Việt Nam đến bây giờ. Và đây là người đã kết nối chúng ta, đó là Lee Dong Jun. Người đại diện Lee Dong Jun giới thiệu hai huấn luyện viên, có huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Gong Ho-kyun, cả hai sau này đều gắn bó với bóng đá Việt Nam đúng không? Và lúc đấy thì quý vị và các bạn biết, đấy là huấn luyện viên Park Hang-seo lúc đó là 58 tuổi. Và vì ông 58 tuổi cho nên ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng đây là độ tuổi phù hợp nhất, tốt hơn so với độ tuổi 43 của Gong Ho-kyun. Ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng một người đã có những thành công với đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup và bây giờ thì đã 58 tuổi, chắc là sẽ chỉ có một sự tập trung duy nhất là cho bóng đá mà thôi. Và một người mà 43 tuổi như ông Gong Ho-kyun thì chắc là ông sẽ còn nhiều ước mơ lắm, cho nên khó có thể ổn định được. Và thế là ông Đoàn Nguyên Đức chọn huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau đó thì họ gặp nhau ở Gangwon, rồi là đến nơi quê hương của thầy Park. Và Biên Cương được nghe kể là cuộc gặp gỡ này diễn ra ở một quán cà phê
nơi mà ông Park đã có những trao đổi với ông Đoàn Nguyên Đức. Đoàn Nguyên Đức thì phỏng vấn nhanh một vài câu, trong đó có vấn đề về lối chơi. Thì thầy Park lúc ấy bảo là tôi sẽ áp dụng những lối chơi để phát triển được kỹ thuật cầu thủ Việt Nam thôi. Lúc ấy thì ông Đức rất là thích về vấn đề kỹ thuật, vì là hay nghĩ đến Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh mà. Cho nên huấn luyện viên nào mà phát huy được yếu tố kỹ thuật là chọn ngay. Và sau đấy thì một yếu tố nhỏ nữa mà ông Đức cũng hỏi thầy Park đấy là tiếng Anh của ông ra sao. Thì thầy Park cũng rất là khôn khéo nói rằng tôi thì lâu cũng không dùng tiếng Anh, nhưng bây giờ thì vẫn đang học hàng ngày đây, thậm chí còn đưa một quyển sổ học tiếng Anh nhỏ nhỏ trong túi ra để cho thấy là tôi vẫn đang học từng ngày. Lúc đấy thì vấn đề lớn nhất với thầy Park là ông đang muốn ổn định lắm rồi. Ông muốn ổn định và ông muốn ở nhà để chăm sóc người mẹ đã hơn 90 tuổi, gần 100 tuổi của mình. Người đại diện là Lee Dong Jun cũng nói rằng khó khăn lớn nhất đối với thầy Park là ông rất là quan tâm tới gia đình, đặc biệt là người mẹ già, ông không muốn đi xa. Nhưng rồi qua câu chuyện của bóng đá Việt Nam, qua những sự trân trọng mà những người quản trị bóng đá Việt Nam đấy, đặc biệt là ông Đoàn Nguyên Đức, thì Lee Park dường như đã siêu lòng. Thực ra thì ông Đức thì đây nói một câu khá là hay, đấy là mình muốn mời người ta, mình muốn trân trọng người ta thì phải mời người ta bằng một cách trân trọng nhất, đó là chúng ta phải sang tận đó để mời. Và thế là tất cả những điều đó đã có thể nói là giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy mủi lòng hơn và muốn đến với bóng đá Việt Nam. Thế thì chúng ta thấy ở đây nó cũng rất là một hành trình rất là dài, nhưng chúng ta cũng thấy một điều đấy là gì? Đó là nhiều khi nó vẫn quan trọng nhiều nhất là cái duyên, đúng không? Đó là cái duyên, và chúng ta đã có được cái duyên với huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều thứ hai chúng ta cũng thấy đây là gì? Đó là rõ ràng ở đây Liên đoàn Việt Nam lúc đấy sau một thất bại có thể nói là ê chề tại SEA Games thì đã thể hiện tất cả sự trân trọng, sự cầu tiến của mình và sự làm việc tích cực đó với những người vào cuộc trực tiếp là ông Đoàn Nguyên Đức, là ông Trần Quốc Tuấn, đều là những phó chủ tịch, giống tổng thư ký Lê Hoài Anh, và tìm đến những con người phù hợp thì đã cho chúng ta một giai đoạn có thể nói là hoàng kim của bóng đá Việt Nam. Thế thì tất cả những điều đấy nó thể hiện một rõ một điều đấy là gì? Trong bóng đá thì rõ ràng là bản CV đẹp, lý lịch hoành tráng rất cần thiết. Nhiều khi chính vì bản CV đẹp, lý lịch hoành tráng có thể khiến cho một huấn luyện viên nhận được một mức lương gấp 3, gấp 4 lần hoặc thậm chí gấp cả 10 đến 20 lần so với những huấn luyện viên khác. Lưu Bang Sơ lúc ấy khá là âm thầm, dù bản lý lịch trước của ông cũng rất là hoành tráng, trợ lý huấn luyện viên rồi dẫn dắt đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Tuy nhiên không muốn gần gũi gia đình cho nên ông chỉ gắn bó với những đội bóng vừa phải mà thôi. Nhưng chính ở cái hoàn cảnh mà ông cũng đã ở một với nơi có thể nói là khá âm thầm của mình lâu rồi, ông muốn có một sự thay đổi, và có thể nói là hai bên đã gặp gỡ nhau đúng thời điểm. Chúng ta hay nói vui đấy là đúng người nhưng còn phải đúng thời điểm nữa, đúng không? Thế thì tất cả đã kết duyên với nhau. Thì ở đây nó thể hiện một điều rất quan trọng, đấy là gì? Đấy là tìm huấn luyện viên thì thứ nhất là cũng phải làm hết trách nhiệm, thứ hai là phải có những tìm hiểu và đánh giá, đôi khi bằng cảm tính, đôi khi còn bằng những yếu tố sẵn có như thành tích đã có, yếu tố văn hóa, vân vân và vân vân. Và nhờ những điều đó cộng với cái duyên thì chúng ta đã có được huấn luyện viên Park Hang-seo. Thì đấy là một cái duyên rất là cần thiết đến lúc này. Còn với huấn luyện viên mới thì chúng ta thấy câu chuyện của huấn luyện Philippe Chuze thì bản lý lịch đấy cũng rất là hoành tráng, nhưng nếu mà nhìn đi nhìn lại thì cũng thấy rằng nó cũng có những vấn đề. Mà mới đây thì một tờ báo Trung Quốc cũng đã chỉ ra đấy là đã 10 năm rồi ông Philippe Chuze không có bài vở gì mới. Bởi vì lần gần nhất ông dẫn dắt một câu lạc bộ của Trung Quốc là một thất bại, câu lạc bộ Thâm Quyền. Và chính báo chí Trung Quốc đã chỉ ra điều đó. Nhưng đôi khi chúng ta có thể một lúc nào đấy bị mê hoặc bởi một bản kế hoạch quá tốt. Bởi vì về lý thuyết ông Philippe Chuze làm rất là hay. Hai là có thể cũng đã bị mơ hồ bởi lý lịch hoành tráng của ông. Cho nên đôi khi lý lịch hoành tráng là một chuyện, nhưng cũng phải đặt ra những yếu tố như kiểu thành tích đó diễn ra ở thời điểm nào, thời điểm này có còn phù hợp hay không, đó là con người như thế nào, có bảo thủ hay không, có cứng nhắc hay không, hay là con người biết lắng nghe, biết cầu thị, đó là con người có gần gũi với văn hóa của chúng ta hay không, có gần gũi với cầu thủ hay không. Rất là nhiều những yếu tố khác nhau, đúng không? Thầy Park là một người có thể nói là có duyên, có tài, nhưng cũng lại một người biết dùng người tài và đặt người tài vào đúng vị trí. Ông giao rất là nhiều nhiệm vụ quan trọng cho trợ lý của mình, người mà ông hay gọi là bộ não, trợ lý Lee Jang-jin, người bây giờ cũng làm công tác để thống kê về kỹ thuật cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Đấy là một con người chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là thống kê, đó là phân tích số liệu, đó là đánh giá từng cầu thủ và tư vấn cho huấn luyện viên trưởng. Nhưng nếu huấn luyện viên trưởng là một người không lắng nghe, không coi trọng vị trí đó thì con người đó cũng khó thể phát huy được mình. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cánh tay phải là trợ lý Lee Jang-jin. Đấy, chúng ta thấy là như vậy là tìm huấn luyện viên
thì đôi khi ngoài những câu chuyện chúng ta vừa đề cập về phẩm chất, về tính cách vân vân và vân vân, thì đôi khi đấy còn phải là một con người tìm được những cộng sự của mình như thế nào, những cộng sự có phù hợp hay không. Chúng ta thấy là dấu ấn từ những cộng sự của ông Chu Jie trong giai đoạn vừa qua với bóng đá Việt Nam cũng thực sự là không nhiều. Suy cho cùng thì đến lúc này Liên đoàn Việt Nam vẫn đang đặt nhiều những kỳ vọng vào các huấn luyện viên của châu Á, mà mục tiêu là các huấn luyện viên của Nhật Bản, của Hàn Quốc, và đặt ra yếu tố rất quan trọng đấy là sự gần gũi về văn hóa. Nhưng thứ nhất là chúng ta cũng không vội, vội có thể sẽ không mang lại hiệu quả, dục tốc bất đạt mà. Bởi vì thôi thì chúng ta cũng còn 2 trận vào tháng 6, nhưng nói thẳng luôn nhiều khả năng nó chỉ là những trận đấu thủ tục mà thôi. Cho nên mục tiêu hướng tới sẽ là AFF Cup, Asian Cup diễn ra vào cuối năm nay. Thì đấy là điều để chúng ta phải bình tĩnh tìm kiếm, đạt được rất là nhiều những tiêu chí, không nên quá vội vàng để chúng ta lại quá nhìn vào cái tiêu chí đó mà không đi sâu vào phân tích nhiều những điểm khác nhau để chọn ra một con người phù hợp. Tìm được huấn luyện viên phù hợp rồi thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau một điều, đấy là bóng đá của chúng ta bây giờ có gì. Hôm nay Biên Cương đọc được một ý khá là hay của một người đang làm phân tích bóng đá của Hàn Quốc, và anh ấy thì làm công tác này khá là lâu, đồng thời cũng là người có sự quan tâm nhất định với bóng đá Việt Nam, đó là chuyên gia Ryan Walters. Và anh này bên cạnh việc nói về những điều không phù hợp của huấn luyện viên Philippe Chu Jie thì cũng có một lời nhắc nhở rất đáng quan tâm. Ryan Walters có nói đó là các cầu thủ nên nhìn chiếc gương thật lâu rồi tự giải thích vì sao đội tuyển lại đang rơi vào tình trạng hiện tại. Việt Nam rõ ràng đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ và các cầu thủ phải thể hiện được tố chất lãnh đạo đội tuyển. Tất nhiên nhiệm vụ này khó khăn hơn khi họ bị đặt vào một hệ thống thi đấu không phù hợp. Hai ý rất là rõ ràng đúng không? Chất lượng không chê, nhưng cũng đặt ra câu hỏi là tại sao kết quả lại tệ như vậy, và mọi thứ lại còn tệ hơn nữa khi bị đặt vào một hệ thống chiến thuật không phù hợp. Ở đó chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau một điều, đấy là tìm huấn luyện viên tốt rồi, nhưng chúng ta có gì trong tay, có bột mới gột nên hồ. Thì cũng phải nói thật rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến vào thời điểm mà thế hệ cầu thủ của chúng ta đang đạt đến độ có thể nói là đẹp nhất. Đúng là đúng người, đúng thời điểm phải đúng không? Còn những gì đã đẹp nhất có vẻ như cũng đang dần phai đi đến thời của huấn luyện viên Philippe Chu Jie và đến thời của bây giờ. Chỉ có điều là ông Chu Jie không sai khi cũng hiểu rằng những cầu thủ đã rất thành danh giờ đây họ cũng không còn ở đẳng cấp cao nhất, nên cần phải có một sự thay thế nhất định, tức là tìm kiếm những gương mặt trẻ. Nhưng ông làm mọi thứ lại nôn nóng, lại vội vàng quá và không có sự hài hòa, dẫn đến kết quả như hiện tại. Kết quả thì đã không tốt rồi, tình cảm và cách đón nhận của người hâm mộ thì lại còn tệ hơn nữa vì cách làm có thể nói là mù quáng và có phần hơi cực đoan đó. Thì thực ra những điều này chúng ta nói có vẻ cũng là hơi quá, nhưng cũng không hề quá, bởi vì nó không phải là câu chuyện chỉ của trận đấu vừa rồi. Nó là câu chuyện của một quá trình đã có những đóng góp, đã có những phản biện. Giờ nói ra thì cũng hơi muộn, nhưng dẫu sao cũng là câu chuyện tốt cho những huấn luyện viên kế nhiệm. Thì cứ xin phép được kết thúc bằng câu nói của Walters như thế này: điều quan trọng là huấn luyện viên mới phải biết điều chỉnh lối chơi và chiến thuật đội bóng theo những gì họ đang có. Những cầu thủ có gì, tức là năng lực, phẩm chất của họ, đôi khi mới là yếu tố quyết định đến lối chơi mà huấn luyện viên lựa chọn. Thay vì giữ nguyên triết lý bóng đá của bản thân và ép cầu thủ phải thực hiện nó, khi ấy màn trình diễn của đội bóng sẽ khó được cải thiện. Đó, ép các cầu thủ phải chơi theo ý mình thì đấy là một trong những điều mà chúng ta thấy đã khá là nhãn tiền thời của huấn luyện viên Philippe Chu Jie. Thưa quý vị và các bạn, hai yếu tố đúng không? Câu chuyện huấn luyện viên, câu chuyện cầu thủ của chúng ta, tất cả sẽ cùng nhau hội tụ để tạo nên thành công cho một đội bóng, cho một nền bóng đá. Lúc này thì chúng ta không chỉ gặp khó khăn với vị trí huấn luyện trưởng đội tuyển nam, mà đội tuyển nữ bây giờ cũng chưa tìm được người thay thế huấn luyện viên Mai Đức Chung, thưa quý vị và các bạn. Thế cho nên đây là một giai đoạn đặc biệt quan trọng với bóng đá Việt Nam. Những huấn luyện viên đã cùng nhau trở về nước trên một chuyến bay với một lời hứa họ dành cho nhau ở Manila, Philippines năm 2019 đã mang đến những thành công cho cả bóng đá nam, cả bóng đá nữ. Giờ đây cả hai đều không còn nữa, và đó là một thách thức để tìm kiếm cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý vị buổi tối nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.